Khi mà tôi bắt đầu từ mục tiêu về kiếm tiền thì tôi có ba tôi nghĩ ra được ba nhóm người làm ra tiền. Nhóm số 1 là cái nhóm rất là thú vị, là cái nhóm làm ra tiền, đúng không ạ? Cái nhóm số 1 là nhóm làm ra tiền. Tôi có thể ví dụ cho các bạn những người làm ra tiền, những người công nhân này, những người làm hết giờ 8 giờ một ngày này, ví dụ tôi ví dụ như công nhân này, những người mà đi làm công chức nhà nước này, những người đi làm cơ quan tổ chức cứ hết 8 giờ là mình lĩnh tiền ấy, thì cái người đấy gọi là dùng sức khỏe chân tay, ví dụ công nhân cái gì đấy đúng không, để lao động để kiếm tiền, thì nhóm đấy là ngoài nhóm là làm ra tiền. Và một cái nhóm người số 2 là cái nhóm người thú vị hơn này, cái nhóm người số 2 là nhóm người thú vị hơn là cái nhóm người nói ra tiền, đúng không ạ? Nói ra tiền. Tôi đang nhắc đến cái từ khóa nói ra tiền thì có rất nhiều người sẽ nghĩ rằng là nó đi lừa đảo, nó đi thế này thế nọ, đúng không? Nhưng không phải. Cái người nói ra tiền ấy chính là những cái người mà họ đang làm một cái công việc là bán hàng. Tôi gọi là bán hàng hoặc bán nước bọt cũng được nha, đúng không? Người ta dùng kiến thức, người ta dùng lời nói, người ta dùng ngôn từ của mình để người ta trình bày được là tính năng này, lợi ích này, đúng không? Tính năng lợi ích của sản phẩm dịch vụ của mình để thỏa mãn một cái nhu cầu nào đấy của khách hàng. Thì cái nhóm này tôi gọi là nhóm nói ra tiền. Ví dụ như là người bán hàng này, ví dụ như giáo viên này, ví dụ như là diễn giả này, ví dụ như là phóng viên truyền hình này, ví dụ như những người MC đấy là những người nói ra tiền. Và một cái nhóm ưu tú hơn nữa, cái nhóm ưu tú hơn nữa luôn luôn là một trong những cái nhóm mà đỉnh cao của công nghệ, đúng không? Là cái nhóm số 3. Là cái nhóm người ta gọi là nghĩ ra tiền, đúng không ạ? Nghĩ ra tiền. Nhóm số 3 là nhóm nghĩ ra tiền. Vậy thì bạn thuộc về nhóm nào trong ba nhóm này nó cũng không quá quan trọng. Quan trọng nhất là cái nhu cầu trong cuộc sống của bạn nó như thế nào. Cái nhu cầu của cá nhân Xuân Trịnh tôi là tôi muốn trả hết nợ 3 tỷ đồng. Tôi muốn có nhà Hà Nội 3 tỷ đồng nữa. Tôi muốn có xe đẹp 1,1 tỷ đồng. Và tôi muốn những đứa con tôi được học ở những trường tốt nhất dành cho thế hệ trẻ để sau này nó phát triển. Tôi muốn bố mẹ tôi được hưởng cuộc sống an nhàn. Tôi muốn rằng ông bà sẽ được nhàn hạ, sẽ được hưởng thụ trước khi mà nhắm mắt xuôi tay. Và tất cả những cái điều ham muốn này bắt buộc nó thôi thúc tôi phải chọn lựa mình trở thành một trong ba nhóm người này. Được không? Một trong ba nhóm người này là một trong ba nhóm người đang tạo ra được tiền. Vậy thì bạn thuộc về nhóm nào thì bạn hãy tự lựa chọn nhé. Nếu mà bạn thuộc về nhóm một thì xin chúc mừng bạn, tại vì bạn là một trong những người làm việc hết sức chăm chỉ và chỉ có làm thì nó mới tạo ra được kết quả thôi. Còn bạn chơi ấy thì có mà cái ông gì ông nói rằng là có làm thì mới có ăn, còn không làm ấy có mà ăn 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 đồng bằng ăn cát ấy, đúng không? Ông nói như thế thì tôi cũng chỉ biết nói như thế thôi. Và cái nếu mà bạn thuộc nhóm 2 là cái nhóm nói ra tiền thì xin chúc mừng bạn, tại vì bạn là những người mà khá là tuyệt vời, khá là thú vị, tại vì bạn đã biết sử dụng trí tuệ của mình cộng với là chân tay của mình nhá, trí tuệ của mình cộng với chân tay của mình để mình tạo ra được tiền. Có thể bạn đang làm nhà lông cũng được, bạn đang nuôi gà cũng được, nhưng bạn đang kết hợp giữa việc là dùng tay và dùng trí tuệ của mình để tạo ra được tiền, thì xin chúc mừng bạn, bạn đã thuộc nhóm người thứ hai, nhóm những người chăn nuôi, những người làm ông chủ trại lợn trại gà vô cùng tuyệt vời, được không ạ? Còn những cái người làm ra tiền ấy chắc chắn chỉ có thể là công nhân thôi. Tại vì họ chỉ có đến xưởng, họ chỉ làm một việc lặp đi lặp lại và hết giờ thì về. Nhưng nhóm nói ra tiền là cái nhóm mà sử dụng cả tay chân lẫn đầu óc, và cái nhóm số 2 là nói ra tiền. Và xin chúc mừng tất cả những người chủ trang trại chăn nuôi. Các bạn đang thuộc nhóm người số 2, đúng không ạ? Tiếp tục này. Nhóm người số 3 là nhóm người nghĩ ra tiền. Xin chúc mừng bạn, tại vì khi mà bạn nghĩ ra tiền thì tất cả những cái tiền của bạn nó chỉ đang nằm trong ước mơ thôi. Bạn nghĩ ra mớ bánh vẽ rất mạnh, bạn nghĩ ra rất nhiều thứ nhưng nó chỉ nằm ở trong đầu bạn thôi, và xin chúc mừng bạn tại vì bạn đã thuộc về nhóm nghĩ ra tiền. Tuy nhiên, nhóm nghĩ ra tiền này nó lại chia thành hai nhóm. Một cái loại ấy là nghĩ ra tiền nhưng lại nghĩ trong đầu, đúng không? Người ta gọi là cái gì nhỉ? Nhóm số 1 ấy là người ta gọi là nhóm mơ, đúng không? Gọi là giấc mơ ấy, đúng không? Mơ lớn ấy. Tôi gọi là ước mơ lớn, đúng không? Gọi là mơ lớn ở trong não ấy. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình làm siêu nhân, làm thế này thế nọ, mình tạo ra được đống tiền, đúng không? Nhưng cuối cùng
tất cả những giấc mơ dự định của bạn nó chỉ nằm trong đầu thôi, và bạn trở thành một con mọt sách chính cống. Học thì rất nhiều, lý thuyết thì rất ngon, nhưng mà làm thì như mèo mửa. Ok, không sao cả nhá. Nhóm số 3.1 nhá là nhóm mơ lớn, được không? Vậy thì các bạn cứ mơ đi. Tại vì sao? Tại vì không có ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả. Bạn cứ mơ thoải mái, đúng không? Có mất gì đâu, mình cứ mơ đi. Mình đêm mình ngủ, mình nằm mơ, mình nằm hoàng thượng, mình nằm vua đi. Mình có nhà lầu xe hơi, mình có tất cả mọi thứ đi, có sao đâu. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu, vậy thì bạn cứ mơ đi nhá. Nhưng không, có một nhóm người nhóm người 3.2 nhá, là thuộc nhóm số 2. Người ta rất là hay khi người ta nghĩ ra tiền nhưng người ta hành động, đúng không? Người ta hành động để tạo ra kết quả. Người ta hành động để tạo ra kết quả. Và xin chúc mừng tất cả những người thuộc nhóm 3.2. Tại vì các bạn là những người mà xuất sắc,